Bây giờ là bắt đầu ăn nem nướng. Thì cái món nem nướng như thế này, cái trong cái nem nướng này nó có cái nem nướng ở đây, tôi gói với một ít rau sống, và trong đó đặc biệt là ở trong đó nó có cái gì mà giống như bánh tráng mà ta chiên nó giòn lên, người ta kèm vô trong đây, khi ăn vô nó nghe mùi nó giòn giòn đó, thì nó đem lại cái vị ngon lắm của cái nem nướng này. Thì mình cho một tí ớt, cho tí ớt vô trong cái nước chấm. Nhưng mà khi mà ăn về mình lại nhớ tới mà cái lúc mà hồi xưa ở Việt Nam không có thực phẩm mà ăn, không? Ở Việt Nam không có thực phẩm đó, mình ăn rất là thèm đồ ăn. Còn bây giờ thì qua đây ở đây thì thực phẩm nó gọi là thừa luôn, thừa. Thành bởi vậy khi mình đi ăn, các anh chị các bạn, mình ăn vừa đủ. Nếu mình ăn bao nhiêu thì mình order bấy nhiêu, chứ mình đừng có order quá nhiều rồi khi mình bỏ lại. Mình thấy rất nhiều người ăn xong bỏ lại rất là phí đồ ăn, và trong khi tất cả có nhiều nơi trên thế giới họ vẫn còn có nhiều trẻ em trên thế giới họ không có đồ ăn. Thay vì cái đồ ăn mình thừa mới như vậy, mình order ít lại, mình số tiền đó mình có thể giúp cho những cái người khác. Đó là chỉ vài lời thôi. Giờ ăn cái này nó ăn chung với lại. Giòn. Ăn miếng ớt. Ăn thêm miếng tỏi nữa. Cây cây theo mùi hăng hăng của tỏi. Tạo lên một hương vị đặc trưng. Trong khi bên đây mình ăn mới có một cuốn à, mà người đối diện đã xử lý hai cuốn rồi. Người đối diện là trùm ăn cái nem. Mình không, ở đây là mình chỉ muốn đi ăn rồi quay phim, rồi mình để lại mấy cái này lên Facebook để ví dụ các anh chị các bạn ở nơi xa tới. Ở đây nhiều khi rất là khó, lúc mà mình cần kiếm gì đó ăn ngon rất là khó. Khi các anh chị search lên trên Google đó thì có rất nhiều nhà hàng nó up lên, nhưng khi mình cũng cầm phiêu, mình cũng biết là lựa chọn nhà hàng nào ngon, nhà hàng nào dở. Thì bây giờ cái mục đích của mình quay những video này là để chỗ nào ngon thật sự thì các anh chị chỉ thấy đó và đi lại đó để mà ăn rồi, không cần mà tốn mắt công, không cần tốn thời gian để mà research là hỏi người này hỏi người kia nhá. Đây là nhà hàng Brada. Không phải là mình quay phim mình quảng cáo hay là gì mới được tiền, không phải vậy. Tại vì cái mục đích mình là muốn chia sẻ và kết nối cộng đồng, thì những video mình làm có thể là hay, có thể là dở, có thể các bạn thích hoặc là không thích, nhưng trên hết đó tất cả là các bạn ở từ nơi xa tới, nếu vô tình các bạn thấy cái video này thì các bạn sẽ có được một địa chỉ ăn uống mà sạch sẽ, hợp vệ sinh, mà quan trọng là thức ăn ngon, để không tốn thời gian, không bỏ cái thời gian của các anh chị ở nơi xa tới mà đi vô đây. Ôi trời, tốn tiền mà dở quá, đúng không? Thì mình nghĩ rằng các anh chị đã từng trải qua những giai đoạn như vậy, thì đây là video để giúp các anh chị để tìm ra cái chỗ ăn ngon. Nó là như vậy nhá, các anh chị. Ớt nó the, cây hăng của tỏi, cộng cái nước sốt này nè,
không biết người ta đã bỏ gì trong đó, nhưng mà nó có một cái hương vị đặc biệt. Người ta có cách chế biến riêng cái nước sốt này, và công thức này không ai biết cả, chỉ có mình họ biết thôi. Nhưng mà nhà hàng của họ thì rất phát triển, và có nhiều địa điểm khắp nơi ở trên Cali này. Em ăn hết 5 cuốn không? Nổi. Vậy thì mình làm một cuốn nữa nha. Anh làm được cuốn. Có người rất là mến mộ này, họ ăn có thể ăn được 5 cuốn, 6 cuốn luôn. Mình thì chỉ 2 cuốn thôi. Thank you.